Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cung mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bây giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đến cứu độ tôi. Phụ nữ tùy hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia cho hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Maria, hồn xác lên trời, hồn xác về trời, hay trong dân gian chúng ta thường gọi là lễ mông triều. Cũng tưởng nên nhắc lại một chút về cái tín điều Đức Maria hồn xác lên trời, được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố vào ngày 1 tháng 11 năm 1950. Qua cái văn kiện Thiên Chúa rộng rãi hải hà, thì chính Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều về Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Trong đó Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta: "Chúng tôi tuyên bố, bày tỏ và xác định đó là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, sau khi hoàn tất chu trình cuộc đời trần thế đã được lên trời cả hồn xác để hưởng vinh phúc trên thiên đàng." Đó là lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Trong ngày lễ ngày hôm nay thì tôi mời gọi anh chị em chúng ta suy điểm một điều thôi. Qua lời kinh Magnificat của mẹ Maria, mẹ nói lên cõi lòng của mẹ, tâm hồn của mẹ, cả con người của mẹ, ca ngợi Thiên Chúa, tất cả những ơn lành mà mẹ nhận được và giáo hội tuyên xưng về mẹ, thì chỉ tóm gọn chỉ một điều, đó là bắt nguồn từ chính ân sủng, bắt nguồn từ chính ân huệ của chính Thiên Chúa, bắt nguồn từ chính lòng thương xót của chính Thiên Chúa dành cho cuộc đời của mẹ Maria. Mẹ đã nói đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Đó là điều mà mẹ đã nhận ra, đó là điều mà chính mẹ đã chiêm nghiệm bằng chính cuộc đời của mẹ. Mẹ sống, mẹ được bao bọc, mẹ được chở che trong chính lòng thương xót của chính Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ lên trời, chúng ta ca ngợi mẹ, nhưng mà chúng ta cũng không quên một điều, đó là ta được mời gọi sống theo gương mẹ, sống trong lòng phó thác, sống trong sự khiêm cung, sống trong sự đón nhận lấy lòng thương xót của chính Thiên Chúa, thì chính mỗi người chúng ta cũng sẽ được hưởng như mẹ. Mẹ là hoa quả đầu tiên mà ơn cứu độ mà chính con của mẹ là Đức Giêsu Kitô đã ban tặng cho mẹ. Mẹ là hoa quả đầu tiên, thì mỗi người chúng ta là con cái của mẹ, con cái của chính Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng sẽ là những người tiếp tục hưởng lấy hoa trái ơn cứu độ
là sự sống đời đời mà chính Thiên Chúa ban tặng cho chính mỗi người chúng ta.